Real Madrid biến ngày về của Rafael Benitez thành cơn ác mộng. Real Madrid giành chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Celta Vigo, biến ngày về của cựu huấn luyện viên Rafael Benitez trở thành cơn ác mộng sáng ngày 11 tháng 3. Cựu huấn luyện viên Real Madrid Rafael Benitez có lần trở lại Bernabeu không suôn sẻ khi Celta Vigo của ông đón nhận trận thua đậm. Benitez từng dẫn dắt Real Madrid ở đầu mùa giải 2015 đến 2016, không đem về danh hiệu nào và bị đội bóng sa thải. Sau đó, ông dẫn dắt Newcastle, Everton rồi trở lại Tây Ban Nha đầu quân cho Celta Vigo hè 2023. Trong cuộc đối đầu với Celta Vigo ở vòng 28 La Liga trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid không có được sự phục vụ của giúp Bellingham vì án treo giò. Việc không có Bellingham cũng không qua ảnh hưởng tới chất lượng đội hình của Los Blancos khi lão tướng Luka Modric tỏa sáng rực rỡ giúp Real Madrid giành chiến thắng. Những quả đá phạt góc của tiền vệ người Croatia rất khó chịu, góp phần khiến cho đội khách phản lưới hai lần ở các phút 79 và 88. Chiến thắng của Real Madrid càng trở nên hoàn hảo hơn khi tân binh trẻ Arda Güler ghi bàn đầu tiên cho đội bóng